giờ đã mình test thử cái máng cái chỉ này nha. Thì giờ mình đã chế, giờ em đã thử lên, mình kéo lên 1 phút nè. Thì giờ do cái chỉ này nó bị thiếu á, thì giờ mình sẽ kéo ra cho nó dài dài để mình dán gạch dài những máng số trên này nha. Rồi, đè vô lắc, đè đều 2 3 luôn.
mình đã làm hoàn thiện được một cái máng kéo chỉ nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái máng này nó có chiều ngang là lọt lòng ở trong này nha, lọt lòng ở trong này là 7 phân, độ dày của chỉ là 1,5 phân, còn chiều dài của nó là 6 tấc. Thì ở đây là mình sớm giờ mình đã làm cái cách để làm một cái máng kéo chỉ nha. Thì mình cũng sẽ làm thêm một cái máng 5 phân nữa luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình đắp cái chỉ thì rất là lâu thì mình nghĩ ra được mình chế cái máng này. Thì cô chú anh chị và các bạn xem của mình làm thì nếu nữa có anh chị nào có làm để sử dụng thì coi theo cái cách của mình làm, thì cái độ dày của cái ống nhựa bình minh này thì nó tới gần 3 ly rưỡi 4 ly nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái ống này là mình sử dụng cái ống 140 nên nó có độ dày là của bình minh mới được nha. Còn mình sử dụng những cái mà nhựa khác á, thì bình minh là như hoa sen nè, đặc hòa thì mình sẽ ép được thẳng nha, còn những cái loại khác á, thì nó khó khó mà được thẳng lắm nha cô chú anh chị các bạn. Thứ hai nữa thì mình ở đây không có ống, không có mà cái loại mà 2 ly 2 ly 8, nếu mình xài được 2 ly 8 thì nó rất ngon nha. 2 ly 8 thì mình hơ lửa ra thì mình ép xuống là nó nhanh thẳng lắm, còn cái này mình tới gần 4 ly nên mình ép nó không được thẳng cho mấy cô chú anh chị các bạn, nó chỉ được 19 rưỡi thôi đó. Thì cái máng vậy thì mình kéo cái chỉ nó rất là thẳng, còn cái máng mà mỏng hơn thì nó tương đối chứ nó không được thẳng như mình muốn nha. Rồi video của mình chia sẻ về cách để là một món máng kéo chỉ, thì ở ngoài miền Bắc miền ngoài á, thì nó kêu là kéo phào, thì đắp chỉ phào á, thì mình ở đây đó là mình miền Tây nên mình gọi là cái máng kéo chỉ nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi thấy kênh của mình hay hữu ích nhớ đăng ký chia sẻ và cho mình một like nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình chân thành cảm ơn rất là nhiều, hẹn cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha. Rồi bye bye. Mình bây giờ đã mình test thử cái máng kéo chỉ nha cả nhà. Thì mình đã chế giờ em đã thử lên, mình nó kéo lên 1 phút nè. Thì do cái chỉ này nó bị thiếu á, thì mình giờ mình sẽ kéo ra cho nó dày ra để mình dán gạch dày dàng như cái máng số trên nha cả nhà. Rồi, đè vô lắc đè đều á, hai bên luôn. Rồi đẩy ngược lên này, cái kéo lại đằng. Rồi kéo ngược lên này. Khi mình kéo là đằng này, mình nhấm nhóm đầu này ra chút, đừng có nhủi đầu vô. Cái hồ nó đang mềm. Cắt đồ kia, đâu không sao. Cái đó bị thiếu xi măng nó rớt. Rồi lấy ra. Rồi đó. Rồi cái mình đưa vô, cái mình vuốt lên cái nè. Đưa vô, vuốt lần này nè, vuốt lần này nè. Vuốt vô, khi mình vuốt là mình phải đè đầu đẳng vô á, cho cái đầu này nó hơi ra. Đó, thì mình đã chế cái máng này để mình kéo chỉ nha cô chú anh chị các bạn. Thì cái hồ này mình trộn á, thì nó có hơi già hơn cái hồ mình xây nha. Một bao xi măng là mình pha khoảng 5 xô cát nha cô chú anh chị. Thì mình ém vô cho nó dẻ. Ém vô cho nó dẻ vô rồi cái mình sử dụng là xi măng khô nha. Cái này là xi măng khô. Để khi cái hồ trong đó nó có ướt á thì mình gắt lên cho nó rút nước ra vớt, thứ hai nữa nó cho nó có cái độ nước ra ngoài cho như chất keo để nó bám dính vô cái tường cũ nè.
cái tường cái hồ mình đã tô rồi đó, lấy cạnh rồi. Thì các bạn sử dụng cái này mới ban đầu thì chưa quen tay, khi mà quen tay rồi thì làm rất là nhanh nha. Nó nhanh hơn mình đắp lên rồi mình đặt thước lên cắt rất lâu. Mình gắt xi măng khô lên mỏng mỏng ấy, mà đừng ấy mỏng mỏng cái cho nó đều ra, cái nó rút nước. Để chút xíu rút nước lên hả, chà bay qua cho nó rút đen lên, cái mình lấy bay mình vuốt qua vuốt lại cái nó lên nước rồi, cái mình đặt vô là nó dính vô trong tường liền. Vuốt hai bên là cho trứng giữa nó mô mô lên, cái ném vô nó ăn vô liền. Rồi đặt cho đi. Rồi đè vô. Khó khó vô cũng được, vòng vòng vô cũng được. Tại vì nó cái này nó dày, không có sợ nó dọc ra. Cống tròn thì mình kéo nó sợ nó dọc ra, còn không dày thì kéo bình thường. Rồi thì mình đã test thử cho cô chú anh chị và các bạn xem đó. Thì mình cũng hẹn lại cô chú anh chị và các bạn clip tiếp theo nha, để mình chế thêm một cái 5 phân nữa nha cô chú anh chị.